nay họ và bạn có những suy nghĩ gì? Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách rất là tích cực. Và sẽ có hai tụ bài. Tụ bài đầu tiên đó chính là đại diện cho bạn. Bạn là một người đang đắm chìm trong quá khứ, có một sự mất mát lớn lao, và bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng đến bạn. Vì bạn chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau của mình mà quên đi những cái thứ thay đổi tốt đẹp xung quanh. Có thể bạn nói với mọi người là bạn quên rồi, nhưng thực sự là bạn vẫn còn suy nghĩ về nó rất nhiều. Khi có một cơ hội mới đến và mọi người quan tâm đến bạn, thì bạn cứ trả lời như vậy à. Bạn vẫn chưa chịu chấp nhận về sự thật, về những chuyện cũ đã kết thúc. Điều quan trọng là không phải cứ tiếc nuối những thứ đã qua là nó sẽ lại trở lại. Hãy biết tôn trọng hạnh phúc hiện tại của bản thân cũng như những người quan tâm đến bạn. Và có thể là các bạn ích kỷ của bản thân của bạn khi bạn cố chấp không tha thứ cho đối phương. Bạn làm cho mọi việc quá lên hết. Không nên vì sự ích kỷ mà lòng tổn thương người khác cũng như là bạn từ bỏ tất cả. Bạn hãy nhìn vào mặt tích cực hơn là nhìn thấy mặt tiêu cực. Tôn trọng những gì còn sót lại hơn là cứ trách cứ tiếc nuối những việc đã qua. Đó chính là những gì mà trải bài nhấn nhủ đến bạn. Và bạn luôn luôn suy nghĩ về cái lợi ích của người khác mà bạn không suy nghĩ với chính bản thân mình. Tại sao các bạn không lại quan tâm đến mình khi bạn vẫn còn sống và tồn tại? Và bạn xem cái tôi của mình giống là cái cơ thể của mình vậy đó. Những cái lợi ích đó nó sẽ giúp chúng ta có yếu tố căn bản để mình có thể ảnh hưởng tới người khác. Bạn phải đặt câu hỏi ra, bạn có hạnh phúc không? Tất cả mọi thứ là tôi muốn hay là người khác muốn? Và các bạn hãy nhớ rằng cái việc chính cái tôi mới là cái căn bản, cái cơ bản nhất để mà các bạn có thể thực hiện cái việc khác. Các bạn đừng có suy nghĩ về những cái tổn thương khi xưa nữa. Bạn hãy thấy đó là một cái bài học để các bạn rút kinh nghiệm. Đừng quán trách hay giận hờn ai hết. Lấy cái bài học từ cái sự việc đó để mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn. Mình tập sống bao dung hơn. Đừng có xem xét bản thân mình nữa, mà hãy tìm giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, bao gồm cả bạn. Như những cái gì mình trải bài lúc nãy, các bạn đang thực sự vùi đầu trong công việc để các bạn có thể quên được cái người đó. Tại sao vậy các bạn? Có một thông điệp là chúng ta phải tìm cái giải pháp dành cho chính bạn, chứ không phải giải pháp cho người nào khác hết. Bạn không cần phải cố gắng chuyển hóa bất cứ ai khác theo cái lối suy nghĩ của mình. Và các bạn rất e sợ khi cái việc mà các bạn liên hệ với họ, có thể họ đã lóc và khóa bạn tất cả mọi thứ rồi. Hãy suy nghĩ bình tĩnh và cẩn thận điều gì đã gây ra rạn vỡ trong mối quan hệ. Hãy lấy đó làm bài học và chân thật với bản thân mình, rồi hãy chân thật với người đó và biết chấp nhận thực tế, bao dung, để chuyện đó chỉ là một bài học cho mình để mình tiến tới những lần sau, tránh đổ vỡ tương tự. Và tiếp theo là sẽ sự suy nghĩ của họ trong đêm về cái mối quan hệ giữa bạn và họ như thế nào. Và năng lượng của họ, họ suy nghĩ gì? Họ cảm thấy là họ làm việc quá sức và phải chịu trách nhiệm quá nhiều. Những gánh nặng sẽ khiến cho họ đổ quỵ và kiệt sức trước khi họ muốn cái gì đó. Và bản thân họ cảm thấy rất khó khăn và họ đang rơi vào những cái bước trách nhiệm và giải quyết cái vấn đề. Và họ thấy là chỉ có họ mới là người giải quyết vấn đề mà họ đã gây ra mà thôi. Khi vậy, họ để cho một cái sự áp bức trong thời gian dài để mà họ tìm từ cách giải thoát cho bản thân mình. Mình không biết là bây giờ họ đang trong cái mối quan hệ nào nữa, mà cái suy nghĩ của họ là họ cảm thấy bị quá sức và nỗ lực cho cái mục tiêu này, và họ ôm đồm những việc mà không phải là của họ. Kiểu như họ đang bị lợi dụng trong công việc, họ cảm thấy là họ bị quá nặng nề trong công việc, họ cần ai đó quan tâm và ai đó để chia sẻ. Và bản thân họ cảm thấy là họ đang ôm quá nhiều gánh nặng bởi đối phương, một cái người họ đang quen, là một người khá cao ngạo, và người đó đã hao tâm tổn sức để chứng minh tình cảm của họ đối với người đó. Và họ bị tổn thương rồi bạn. Và họ là một cái người dùng lý trí để kiểm soát cái bản thân của mình. Họ có xu hướng từ chối cảm xúc của họ, và họ cho rằng tình cảm cho người khác và mang điểm yếu và phơi bày là sẽ không tốt cho họ, cho đó họ giữ cái đó trong lòng rất là nhiều. Khi họ có cảm tình hay là suy nghĩ gì đó, họ bị
cố gắng che giấu cảm xúc nhất có thể. Và bản thân họ phải hiểu được là thể hiện lòng trắc ẩn như thế nào, làm cách nào để có họ phải bày tỏ lòng yêu thương và vẫn giữ đúng cái bản chất của họ. Họ nên tạo ra ranh giới cho chính bản thân mình trước khi xem xét và áp dụng ranh giới ấy cho người khác. Hiện tại họ đang vẫn tìm kiếm một cái người yêu đích thực ở khắp mọi nơi, bởi vì họ không thấy cái chân yêu chân thực nằm ở đâu hết bạn. Tại vì họ chưa tìm được cái bản ngã của mình, chưa biết mình muốn gì và cần gì, bởi vì họ chưa dám thể hiện và họ tưởng cái thể hiện bên ngoài của họ là cái suy nghĩ của họ, nhưng thực sự không phải vậy. Và khi mà họ tìm được một ai đó mà họ yêu, họ tôn trọng, thì họ sẽ yêu họ người đó một cách vô điều kiện. Mình không biết cái năng lượng này là họ dành cho bạn hay là họ dành cho một cái người mà họ đang quen nữa. Thì cái này một cái gì đó mình rất là thấy là khó xử. Nhưng ở phần của bạn á, là bạn đang còn sống với quá khứ rất là nhiều, và họ hình như đã bước đi ra khỏi mối tình này rồi các bạn ơi. Qua cái năng lượng của các bạn là còn suy nghĩ về chuyện cũ quá nhiều. Các bạn phải hiểu rằng cái việc bạn quán trách là một loại cảm xúc xấu nhất, khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó khiến không khiến cho sức khỏe và chính bản thân của bạn xấu đi, mà nó còn khiến cho những người khác á, sẽ dần dần xa lánh bạn. Khi bạn còn quán trách hay là ân hận về cái việc cũ đó, thì hai cái việc này chính là hai loại độc dược. Nó có thể làm giảm đi cái nhiệt huyết chính bạn, phá hủy đến ý chí, hạ thấp địa vị của mình, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Thay vào đó, bạn hãy thay đổi cái quan niệm của mình về cái những cái quá khứ đã xảy ra. Mình không có thay đổi được quá khứ, nhưng mình có thay đổi được cách nhìn về nó bằng cách là các bạn tìm thấy bài học từ câu việc đó như thế nào. Từ đó các bạn thay đổi, biến chuyển vận mệnh của mình theo một cuộc sống tích cực hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.